Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đã và đang tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động nông thôn. Hơn nữa, nhiều sản phẩm từ tiểu thủ công nghiệp đã và đang được đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế tại tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, từ nguồn vốn hỗ trợ, chương trình khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương, Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng Sở Công Thương Thanh Hóa đã thực hiện nhiều chương trình như hỗ trợ các cơ sở đầu tư mua máy móc, trang thiết bị hiện đại, tập trung tập huấn, nâng cao nhận thức, tay nghề, tác phong công nghiệp cho lao động nông thôn, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Theo đánh giá từ các doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ cho thấy việc hỗ trợ sản xuất đã giúp cho các doanh nghiệp chủ động đầu tư công nghệ tiên tiến trong quá trình sản xuất. Từ đó bước đầu nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giảm thiểu tiêu tốn điện năng, giúp đơn vị sản xuất tăng cao lợi nhuận. Trong năm 2019, thì Trung tâm khuyến công và tiết kiệm chúng tôi đã và đang thực hiện 15 cái đề án khuyến công thuộc chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. Trong đó cái nội dung chủ yếu là thứ nhất là hỗ trợ các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn phát triển chế biến lâm sản theo chiều sâu. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi hỗ trợ cái lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tam Linh của huyện Nga Sơn. Thứ ba là chúng tôi hỗ trợ trình diễn mô hình kỹ thuật sản xuất bao bì chất lượng cao tại huyện Đông Sơn. Và chúng tôi có cái nội dung nữa là hỗ trợ cho hơn 10 cơ sở công nghiệp nông thôn cái ứng dụng cái máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp. Đây là dây chuyền có kỹ thuật công nghệ hiện đại được áp dụng vào sản xuất tại nhà máy chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gỗ Trường Sơn. Với kinh phí đầu tư hơn 16 tỷ đồng, công suất 19.500 m² sản phẩm trên một năm, được chương trình khuyến công quốc gia hỗ trợ một phần kinh phí. Theo đánh giá của Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa, dự án nhà máy chế biến gỗ của doanh nghiệp này cho năng suất, chất lượng sản phẩm hiệu quả cao hơn nhiều so với các dây chuyền công nghệ trước đây. Khi mà tham gia vào cái lĩnh vực xuất khẩu này thì để quyết định trong cái việc đầu tư, đặc biệt là hệ thống máy móc thiết bị nhằm đáp ứng được những cái chất lượng, yêu cầu về chất lượng của các cái thị trường khó tính, thì chúng tôi cũng cần có một cái sự động lực bằng tinh thần và cả bằng vật chất để giúp cho cái quyết định trong cái việc đầu tư nó được mạnh dạn hơn, để nâng cao tầm cái chất lượng sản phẩm của mình để giúp cho đáp ứng các cái yêu cầu của thị trường. Với cả như chúng tôi thì hiện nay bây giờ đang xuất khẩu đi thị trường Mỹ và Nepal, và là một trong những cái thách thức với cả các doanh nghiệp chế biến lâm sản vào cái thời gian này. Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng được chất lượng và số lượng theo yêu cầu của khách hàng, tỉnh Thanh Hóa khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, thiết bị chế biến gỗ hiện đại tại các huyện có diện tích rừng trồng lớn như Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân, v.v. Các sản phẩm từ gỗ rừng trồng như gỗ ván bóc, gỗ rán, ván ép, gỗ ván ghép thanh, v.v. đã được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào khâu sản xuất để có tính cạnh tranh cao hơn. Phát triển các nhà máy trên địa bàn ấy, thì đối với địa phương chúng tôi rất là quan tâm và tạo điều kiện theo cái chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. Thế thì khi có nhà máy đóng trên địa bàn thì nó tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều lao động của địa phương. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là có nhà máy thì nó cũng tham gia được nhiều cái phong trào hỗ trợ cho địa phương, đặc biệt là trong cái vấn đề xây dựng nông thôn mới. Phát triển các cái doanh nghiệp trên địa bàn ấy, thì không riêng gì tạo công ăn việc làm cho người lao động, mà nó tạo cái sức hút. Thứ hai là khi nhân dân làm ra sản phẩm, đặc biệt là phát triển cái cây công nghiệp, đó là cây keo. Đấy, thì đối với trên địa bàn Xuân Hòa chúng tôi thì diện tích trồng keo để phục vụ cho nhà máy thì 600 hectare. Đấy, tuy nhiên thì không đảm bảo cho nhà máy, thì nhà máy phải thu mua ở các xã lân cận và các huyện bạn trên cả tỉnh. Cái trồng rừng ấy, tạo công ăn việc làm cho người dân ấy, thì bình quân 1 hecta hàng năm thì nhân dân phải đầu tư là từ 10 đến 15 triệu. Thì sau 5 năm ấy, thì bình quân 1 hecta thì thu hoạch bán cho nhà máy thì được khoảng 100 triệu trên 1 hecta. Những năm qua, Thanh Hóa đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhiều mô hình rừng trồng gắn với chế biến có giá trị hàng chục tỷ đồng đang được triển khai ở nhiều địa bàn. Đến nay đã từng bước hình thành được vùng nguyên liệu tập trung phục vụ các nhà máy sản xuất tại chỗ. Cùng với việc phát triển trồng rừng, công nghiệp chế biến gỗ cũng phát triển mạnh với gần 300 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng,
mỗi năm khai thác và tiêu thụ trên 450.000 mét khối gỗ. Tổng doanh thu hàng năm từ chế biến gỗ đạt hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Những giá trị từ khai thác gỗ rừng trồng đã và đang là một thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa trong xuất khẩu, phát triển kinh tế công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.